Xin chào các bạn. Chúng ta hãy cùng đến xem chiếc trực thăng nổi tiếng nhất trong chiến tranh Việt Nam. Đây là một chiếc UH-1. Chiếc máy bay này đang được trưng bày ở Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh gần Dinh Độc Lập ở Sài Gòn. Đây là phiên bản vũ trang của trực thăng UH-1H. Chúng ta có thể thấy ở đây một giá treo rocket. Đây là các ống phóng rocket cỡ 70mm hay 2,75 inch. Có thể bắn nhiều loại đạn rocket khác nhau như đạn xuyên giáp, đạn nổ mạnh và đạn khói. Và đây chính là thứ vũ khí nổi tiếng nhất của trực thăng UH-1. Một khẩu súng minigun 6 nòng bắn đạn 7,62 ly. Khẩu súng này có tốc độ bắn rất cao, trên 3.000 viên trên phút. Và phiên bản gunship có một thùng chứa đạn rất lớn ở bên trong trực thăng. Do vậy, chiếc UH-1 có thể bay quần vòng và bắn rất dai trên chiến trường. Theo lời của các du kích miền Nam thì nó bắn dai như trâu đái. Các bác mà chưa từng chăn trâu thì không biết trâu đái như thế nào đâu. Chiếc trực thăng trưng bày này đã được sơn lại. Hơi tiếc là không còn giữ được nước sơn nguyên bản. Tuy nhiên đó là điều cần thiết để bảo quản. Đây là trực thăng được sử dụng bởi quân đội Mỹ ở miền Nam. Theo như biểu tượng con đại bàng ở đuôi trực thăng thì đây là trực thăng của sư đoàn Dù 101. Phiên bản UH-1H là phiên bản được sản xuất nhiều nhất trong số các trực thăng UH-1. Trên 5.000 chiếc đã được sản xuất. Ở trực thăng UH-1 cũng có cánh đuôi ngang, tương tự như ở các loại máy bay cánh bằng. Phiên bản này còn có một phễu để hướng luồng xả của động cơ lên trên. Có lẽ là nhằm để đối phó với tên lửa A-72 mà Việt Nam đã được trang bị. Giá treo ở bên đây đã bị tháo mất ống phóng rocket, chắc để trưng bày ở nơi khác. Buồng lái của chiếc trực thăng trưng bày cũng đã bị tháo hầu hết thiết bị. Phần buồng lái kính ở dưới chân phi công sẽ giúp phi công quan sát tốt hơn, nhất là lúc hạ cánh. Thật ra không phải làm bằng kính mà là mica. Trực thăng UH-1 sử dụng một bộ cánh quạt gồm hai lá. Nó sẽ giúp trực thăng tốn ít diện tích hơn khi đỗ, nhất là khi xếp trên sàn tàu. Ghế của phi công UH-1 gunship đã được gia cố, tránh bị AK xuyên từ dưới lên. Bây giờ chúng ta cùng xem uy lực vũ khí trên trực thăng UH-1 nhá. Bộ cánh quạt gồm hai lá khiến cho trực thăng UH-1 khá bị rung khi điều khiển. Và nó cũng tạo ra âm thanh đặc trưng của trực thăng UH-1.